Nhiều năm qua thì đã thành quen thuộc, mỗi dịp người dân cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc như là Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hay là 30 tháng 4. Lại xuất hiện thêm những tiếng nói lạc lõng, không chỉ ở nước ngoài mà cả ở trong nước, rêu rao về sự hùng mạnh giàu có của Việt Nam Cộng Hòa. Sài Gòn thì là hòn ngọc viễn đông một thời, kinh tế nhất nhì châu Á. Nếu bây giờ mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa thắng trận, Việt Nam sẽ tốp đầu châu Á là nắm trong lòng bàn tay rồi. Singapore, Malaysia hay là Hàn Quốc thì không có cửa sánh bằng. Vì đâu mà có những lời nói nghe đầy hào hùng như vậy của chế độ cũ? Có người thì lại còn nói rằng ở thời Việt Nam Cộng Hòa, cấp thiếu úy đã được cấp nhà riêng, một tổng trưởng lương 10 cây vàng một tháng, một người đi lính thì cả họ đủ ăn. Vậy thật hư thế nào và sự phồn vinh của Việt Nam Cộng Hòa có thật sự như vẻ bề ngoài nó thể hiện? Kính mời các bạn hãy cùng Takawai bóc trần sự thật. Một chế độ không thể nào tự nuôi nổi chính mình. Luận điệu một số kẻ vẫn rêu rao về sự hùng mạnh giàu có của Việt Nam Cộng Hòa thì như thế này. Vào những năm 60, kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa đứng thứ nhì châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản. Nếu mà Việt Nam Cộng Hòa thắng trận thì bây giờ kinh tế của cả Việt Nam phải đứng ở top đầu châu Á rồi, chỉ có kém Nhật Bản. Còn Singapore, Malaysia, Hàn Quốc hay Thái Lan, Indo thì không thể nào sánh bằng. Tuy nhiên thực tế lịch sử lại chỉ rõ một sự thật khác. Mà ở đó, điều họ rêu rao chỉ là chiếc áo sặc sỡ khoác lên một cơ thể không có sinh khí, với nguồn sống duy nhất là viện trợ. Qua các số liệu, từ năm 54 đến 75, Việt Nam Cộng Hòa đã nhận hơn 26 tỷ đô viện trợ của Mỹ, rơi vào khoảng 197,6 tỷ đô theo thời giá vào năm 2015. Trong đó có khoảng 10 tỷ đô viện trợ kinh tế, 16 tỷ đô viện trợ quân sự, ngoài ra còn có các loại viện trợ khác nữa. Nhưng mà đó thì chưa phải là tất cả, vì còn chi tiêu trực tiếp của hơn 500.000 quân Mỹ và hàng chục nghìn binh lính đồng minh tại miền Nam Việt Nam trong suốt hàng chục năm. Theo các nhà nghiên cứu, tính đầy đủ thì Mỹ từng rót vào miền Nam số tiền lên đến hơn 160 tỷ đô, tức là khoảng 1.216 tỷ đô theo thời giá hiện tại. Đơn cử như chỉ riêng trong năm 1974, theo ước tính của CIA, viện trợ quân sự của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa là 1,7 tỷ đô. Chưa kể là trong cùng năm đó, Mỹ còn dành 657 triệu đô viện trợ kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Có thể lý giải cơ sở khoản viện trợ khổng lồ của Mỹ qua ý kiến của Thượng nghị sĩ John F. Kennedy, sau này thì là Tổng thống Mỹ, vào ngày 1 tháng 6 năm 1956 như thế này. Nếu mà chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ, thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa lúc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó. Đó là con cái của ta, ta không thể nào bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới các nhu cầu của nó. Giới nghiên cứu đây cũng cho biết thêm, thu nhập quốc dân của Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ vượt quá 2 tỷ đô một năm. Nhưng mà trong 5 năm cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, từ năm 71 đến năm 75, Mỹ đã viện trợ hơn 2 tỷ đô một năm. Vì thế thì 65% thu nhập của Việt Nam Cộng Hòa là từ viện trợ của Mỹ. Số tiền này chủ yếu để chi tiêu chính phủ, nhập hàng hóa tiêu dùng. Đáng nói là viện trợ không được sử dụng làm vốn đầu tư phát triển, bởi bản chất của vấn đề nằm ở chỗ. Khi Mỹ sử dụng viện trợ để nắm chặt yết hầu, chi phối mọi hoạt động, thì một chế độ bù nhìn muốn tự cường cũng không thể nào thực hiện. Như về việc lập dự trữ ngoại tệ quốc gia chẳng hạn, theo ông Vũ Quốc Thục, người từng là thống đốc ngân hàng quốc gia, quốc vụ khanh đặc trách tái thiết hậu chiến của Việt Nam Cộng Hòa, thì điều này không thể nào giấu được con mắt của người Mỹ. Nhập bao nhiêu, xuất bao nhiêu, bán những gì, họ đều nắm và quyết định. Khi mà họ thấy quỹ ngoại tệ đầy lên một chút, thì việc nhập khẩu xăng dầu họ bắt phải trả bằng ngoại tệ sở hữu, không viện trợ thêm nữa. Do đó, có để dành cũng vô ích, vì cuối cùng để dành thì lại phải chi tiêu, viện trợ lại bị cắt giảm. Chính cái sự đó của người Mỹ đã đẩy các nhà quản lý ở miền Nam Việt Nam vào xu hướng ỉ lại. Tự lực tự cường không có nổi, vì nếu mà tự lực tự cường thì viện trợ Mỹ lại bị cắt giảm, có khi thiệt hại hơn là không tự lực tự cường vậy. Sự thật thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ đặt mục tiêu ích nước lợi dân làm tiêu chí hàng đầu, cơ bản của chế độ, mà chỉ trông chờ vào viện trợ của Mỹ. Dẫn lời của ông Nguyễn Văn Thiệu, nếu mà Hoa Kỳ không viện trợ chúng tôi nữa, thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm, mà chỉ sau 3 giờ thôi, chúng tôi sẽ rơi khỏi dinh độc lập. Tự thân câu nói cho thấy thực chất, hùng mạnh giàu có của Việt Nam Cộng Hòa là gì. Cho nên không cần phải làm việc, chỉ cần kìm kẹp nhân dân theo ý muốn của nước ngoài để được nuôi nấng, đó là lẽ sống của Việt Nam Cộng Hòa. Có thể thấy khá là rõ điều này từ việc thực hiện âm mưu chia cắt đất nước, chính quyền bỏ mặc nông dân trong cảnh khốn đốn, buộc người dân miền Nam khi đó phải loay hoay tìm cách sản xuất trong điều kiện thiếu thốn. Vì thế sống trên vùng đất có cánh đồng rộng lớn vì nhiều hàng đầu của châu Á, mà chính quyền người dân hoàn toàn phải sống nhờ hà hơi, tiếp sức
và viện trợ lương thực từ nước ngoài. Như là tờ công luận vào ngày 1 tháng 9 năm 1968 xuất bản tại chính Sài Gòn thì đã cảnh báo người Việt Nam sẽ sa vào tấm thảm kịch, đó là thảm kịch không tự nuôi sống mình được, chỉ trông vào hàng hóa, lúa gạo nhập cảng thì sợ có ngày vì cái ăn, cái mặc mà phải sa vào cảnh tự sát của một quốc gia. Sau khi Hiệp định Paris được ký vào tháng 1 năm 1973, Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam. Viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa cơ bản bị cắt giảm và chi phí của người Mỹ ở Việt Nam Cộng Hòa cũng giảm theo. Khi mà bầu sữa không còn dồi dào như trước, nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Chỉ trong năm 73, sản xuất nông nghiệp giảm đến 20%. Hàng loạt xí nghiệp phải đóng cửa vì nguyên vật liệu khan hiếm và giá cao. 750.000 người sống bằng lương của Mỹ mất thu nhập. Các thống kê cho biết, đến tháng 9 năm 73, ở miền Nam có 2 triệu người thất nghiệp. 50% số này sống ở Sài Gòn. Chỉ trong năm 73, số người ăn xin ở Sài Gòn tăng gấp 2 lần so với các năm trước. Lạm phát gia tăng với tốc độ chóng mặt khiến kinh tế càng thêm suy sụp. Để cứu vớt một chế độ vốn đã ốm yếu đang tiếp tục suy kiệt, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã phải đặt ra nhiều tư thuế nhằm tăng thu ngân sách. Tuy nhiên là trong những năm tiếp theo, khi viện trợ của Mỹ đã giảm xuống mức rất là thấp thì tình hình lại còn bi thảm hơn nữa. Nền kinh tế miền Nam trước năm 75 tuy có vẻ ngoài phồn vinh nhưng giả tạo ở chỗ nó còn không tự nuôi nổi mình. Còn trên BBC thì tiến sĩ Jimmy Carter ở Đại học Durham vạch rõ Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một nhà nước hư cấu. Chính thể Sài Gòn không thể nuôi chính mình, thậm chí là còn không thu đủ lợi tức cho hoạt động hàng ngày của mình. Họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của Mỹ. Sự phồn vinh giả tạo. Nếu muốn hiểu rõ hơn, xin kính mời các bạn đón xem tiếp bài phỏng vấn giáo sư kinh tế học Đặng Phong của phóng viên báo Người Đô Thị và được đăng vào tháng 5 năm 2008. Bạn sẽ ngay lập tức hiểu được bản chất của vấn đề. Phóng viên: vào năm 1975, R là Trung ương Cục miền Nam về Sài Gòn khá là choáng váng trước cảnh phồn vinh của đô thị này. Tôi được nghe giải thích là sự phồn vinh ấy chỉ là giả tạo. Giáo sư Đặng Phong trả lời: phồn vinh thì là thật đấy. Miền Nam Việt Nam dân số trước 75 chừng 17 triệu người, trừ số dân thuộc vùng giải phóng còn khoảng 8 triệu người. Sở dĩ mà họ giàu là nhờ vào nguồn viện trợ khổng lồ của Mỹ bằng 4 con đường chính. Thứ nhất thì bình quân mỗi năm Mỹ đổ vào miền Nam Việt Nam khoảng 1 tỷ đô. Con số đó không thấm tháp gì so với vốn nước ngoài bây giờ mà đang đầu tư Việt Nam. Nhưng mà xin nhớ dân số Việt Nam nay là vào khoảng 84 triệu người. Số liệu vào năm 2008. 1 tỷ đô mà chia bình quân cho có 8 triệu người vẫn là rất lớn. 1 tỷ đô chút vào nuôi bộ máy nhà nước binh lính, thu nhập của họ rất là cao. Cấp thiếu úy được nhà riêng, gia binh và một tổng trưởng hay bộ trưởng, lương trị giá là 10 cây vàng một tháng. Thứ hai là chi phí chiến tranh. Năm ngoài 1 tỷ đô viện trợ có thời kỳ lên đến 28 tỷ đô một năm. Như là các năm 1967, 1968, Mỹ quản lý nhưng mà vẫn rơi vãi vô khối ra dân sự. Riêng vỏ đạn cũng đủ tạo ra 7 nhà máy đồng. Xác chiến xa và các loại vũ khí là đầu vào các nhà máy cán thép. Dù miền Nam thì làm gì có mỏ sắt, chi phí quân sự đã trở thành kinh tế của dân sự. Thứ ba, cũng nằm ngoài 1 tỷ đô viện trợ là sức chi tiêu tại chỗ của nửa triệu binh lính Mỹ, bình quân là một người 800 đô một tháng. Cái khoản tiền khổng lồ này tạo ra vô khối ngành dịch vụ và thu nhập cho người dân. Cầu nhất Mỹ nhì lô tam cô tư tướng thì là như vậy. Tôi có quen một chủ tiệm giặt là từng nhận thầu giặt đồ cho lính Mỹ. Anh ta bảo là chỉ nhặt tiền lẻ trong đống quần áo gom lại thì trong một năm xây được nhà 4 tầng lầu. Và anh ấy thì có đến dăm cái tiệm như thế ở các quận của Sài Gòn. Thứ tư, ngoài 1 tỷ đô tiền còn các khoản viện trợ thường xuyên bằng hàng hóa do người Mỹ chỉ định mua từ nước nào, hãng nào, loại hàng gì, theo giá nào, để giải quyết cán cân thương mại giữa Mỹ và các nước đồng minh. Cách làm này đã tạo ra vô số nhà máy đường, nhà máy dệt, vân vân, không trồng mía bông nhưng mà nhập nguyên liệu từ Indo, Malai, Nhật Bản để mà sản xuất. Có thể nói chiến tranh là bầu sữa quan trọng nhất của nền kinh tế Nam Việt Nam trước năm 75. Nó tạo cuộc sống phồn vinh thật ở các đô thị miền Nam. Nhưng vùng nông thôn thì rất là nghèo khổ. Nhưng mà đó chính là nền kinh tế không thể nào tự nuôi nổi mình. Và nếu mà khám phá những bí ẩn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa luôn là chủ đề yêu thích của bạn, kính mời đón xem tiếp video. Tại sao Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa bị chửi đang hiện ra màn hình bên cạnh đây, nhấn vào và xem ngay lập tức nhé bạn ơi.